Xin chào tất cả các chị em, và Phương đã quay trở lại với những set bộ để mọi người mặc ở nhà đây. Bởi vì Phương biết là nhu cầu của mọi người cần những cái set mặc ở nhà đang rất là nhiều, nên là Phương phải đáp ứng ngay để cho mọi người cảm thấy là Mega Fashion luôn có những cái mẫu trang phục phù hợp với mọi người. Đó, mọi người nhìn xinh không? Set đồ này thì Phương nghĩ là những ai tầm 40 tuổi đến 50 tuổi mặc vẫn rất là xinh nhá, vẫn rất là đẹp luôn, cực kỳ trẻ trung luôn á. Áo thì rất là basic rồi, áo dạng hơi bo bo. Nó có một cái phần gọi là họa tiết màu cam ở đây ấy, sẽ giúp cho chúng ta nhìn cái phần eo nó nhỏ hơn. Đấy, họa tiết kiểu chéo một chút á. Cảm nhận không mọi người? Đó. Áo này thì ai cũng mặc được, rất là dễ mặc. Quần này là dáng quần jockey, đó, nhưng mà hơi ôm một chút này. Túi rất là rộng luôn, và co giãn 4 chiều nhá. Này mọi người nhìn này, chất liệu nhá, siêu mịn, siêu co giãn luôn. Chất liệu này thì mọi người không bao giờ lo bị bông xù hay co giãn hay bị giãn nhá. Đây mọi người nhìn này, mọi người có thể là sơ vi một chút và nhìn này. Đó, rất là xinh luôn. Xinh không? Em này thì được phối rất là hài hòa giữa hai màu sắc, đó là màu đen và màu cam. Đó, và có đủ size luôn, SML. Có 3 size SML nhá. Phương thì nặng 48kg, đang mặc size S. Và Phương nghĩ là bình thường ai mà mặc M thì có thể mặc được MS này luôn. Bởi vì nó cực kỳ co giãn, kiểu co giãn, siêu co giãn luôn. Phải dùng siêu co giãn này này, siêu co giãn luôn, nên là rất là dễ mặc. Và em này áo Phương mặc hơi rộng một chút. Em này thì có hai màu luôn. Đó là Phương đang mặc màu đen phối hợp với cam đúng không? Thì ngoài ra còn có màu đen phối với trắng nữa. Đấy, màu đen phối với cam thì nhìn nó kiểu rất đặc biệt, rất lạ mắt và nó rất nổi bật. Còn màu đen phối với trắng thì nó rất là basic. Đấy, đen trắng thì một màu rất là basic rồi. Mọi người nhìn này, họa tiết là phần quần nhá, rất là chắc chắn luôn. Nhìn phần quần không ạ, họa tiết siêu chắc chắn này. Mọi người hiểu chất vải chưa ạ? Đẹp dã man luôn. Đằng sau nhá, đây đằng sau quần này. Đằng sau quần mọi người nhìn không ạ? Có một cái phần túi, hai túi, nhưng mà túi này có chữ này. Đấy, điểm nhấn cực kỳ đặc biệt luôn. Đẹp không? Siêu đẹp luôn á.